Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà mặt tiền ở quận Bình Tân có giá dưới 3 tỷ nha. Chính là căn nhà này đây. Thì căn nhà này nằm ở mặt tiền đường số 17A thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân nha. Đây mặt tiền đường 17A này. Và ngay phía ngoài kia chính là đường Tân Kỳ Tân Quý nha. Đó, ra ngoài kia là Tân Kỳ Tân Quý các anh chị nha. Đấy. Đây ha. Đây, xung quanh đây ha. Đó, đây căn nhà chúng ta đây ha. Đây. Một trệt một lửng nha. Thì nhà có diện tích là ngang á, là 3m3, dài là 10m, một trệt một lửng ha. Hiện tại nhà đang cho thuê rồi. Thì căn nhà này có hướng là đông bắc, giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng, hoàn công luôn nha. Giá bán cho căn này thì trước đây chủ nhà kêu bán là 2 tỷ 750. Bây giờ chủ nhà chốt luôn nhé, 2 tỷ 650, chốt bán không thương lượng. Thì anh chị nào mà quan tâm đến nhà khu vực này, muốn là mua nhà mặt tiền để kinh doanh, buôn bán thì liên hệ với Sơn để tham khảo nhà này nha. Sơn nhắc lại giá chốt là 2 tỷ 650 nhé. Mặt tiền đường này. Đấy ha. Rồi anh chị quan tâm thì gọi cho Sơn nhé, số điện thoại là 0915 987 168. Rồi cảm ơn các anh chị nhiều nha. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo.